Hi, chào mừng các bạn đến với channel của Alex Đồng. Hiện tại mình là Real Estate Agent tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi coi một khu nhà tại thành phố Garland. Nếu bạn nào chưa biết thì Garland chính là khu vực có cộng đồng người Việt đông nhất tại khu vực Dallas. Có rất nhiều nhà hàng, chợ, có tới 4 cái chợ Việt Nam, rất nhiều nhà hàng người Việt, nhà thờ, chùa, mọi thứ đều rất thuận lợi trong thành phố này. Model mà mình builder mình muốn nói tới hôm nay là American Home by Grand Home. Thì hiện tại builder này trong khu này họ đã xây rất là nhiều căn. Trong cái tháng này họ sẽ còn 5 cái lot là mình được chọn đất, chọn size lot để build lên. Và có 3 inventory home là 3 cái nhà mà họ đã cất xong rồi. Một căn thì sẽ xong vô tháng này và 2 căn vô tháng 11. Thì giá của nó sẽ dao động từ mấy căn inventory home từ 595.000 tới 650.000. Đối với cái size mà các bạn muốn chọn lot, sau đó tự chọn mẫu nhà, tự design, tự upgrade thì cái minimum giá của nó hiện tại là 540.000. Thì sẽ có rất nhiều các lựa chọn khác nhau, cái size nhà square feet cũng có từ 1800-1900 square feet, hay là bự hơn thì là 1500-1700 square feet. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi coi nhà mẫu cũng như khu vực nhà này ở American Home. Đây chính là phía trước nhà của mẫu nhà model ở American Home. Mẫu nhà này floor plan là Catherine, nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2500 square feet, có một game room ở trên lầu. Thì thiết kế của mẫu này rất là đẹp mắt, các bạn thấy họ kết hợp những cái viên đá trắng ở đây, cái cửa cong tạo nên cái điểm nhấn cho căn nhà. Có một cái ban công này nhỏ ở phía trên lầu, lầu 2. Phía trước nhà cũng được trang trí rất là đẹp mắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi cùng đi vô trong nhà coi xem có gì nha. Đây là khu vực bên trong của cái nhà model. Thì chúng ta sẽ thấy không gian cũng khá thoải mái. Khi đầu tiên bước vô chúng ta sẽ có một cái phòng. Gọi này phòng này thì hiện tại đang để cái bàn giống như office room. Tuy nhiên là chúng ta có thể là làm formal dining room. Mình sẽ cho các bạn coi một cái điểm rất đặc biệt trong cái căn nhà này. Nó sẽ có, các bạn có thể thấy ở đây nó có một cái closet. Giống như căn phòng bí mật vậy đó. Là các bạn có thể closet extra ở đây. Thì đây là một cái điểm upgrade của nhà này. Nếu như các bạn muốn để closet đây cũng được, thì các bạn có thể build một cái phòng ở đây. Hoặc là nếu không thì các bạn extend cái phòng half bath ở bên này thành full bath. Thì khi đi vô đây mình sẽ cho các bạn coi. Đây chỉ là cái phòng half bath đang làm hiện tại. Thì nếu với cái không gian ở bên trong kia, khi mà bỏ cái closet đó ra thì chúng ta làm thành full bath. Với cái floor plan này thì cái phòng master, phòng ngủ chính á, nó sẽ nằm ở phía trước nhà. Thì đi vô đây chúng ta sẽ thấy nó nằm ngay bên tay trái khi bạn bước vô trong nhà. Phòng ngủ này thì size nó không quá rộng nhưng mà trung bình đủ để cho sinh hoạt hai vợ chồng ở trong này, cũng khá là thoải mái. Thì có thể để được cái giường queen size, có thể king size, hoặc là để mấy tủ đồ trong căn phòng này cũng khá là rộng rãi. Toàn bộ căn nhà này nhìn thấy là sàn nhà họ là sàn gỗ hardwood floor. Cái này thì các bạn muốn cũng là upgrade, nó rơi khoảng từ 8 tới 10 ngàn tiền upgrade để mà có toàn bộ cái sàn nhà đẹp như vậy. Đến cái trim, cái base trong nhà này họ làm cũng rất là chắc chắn. Phòng master bathroom ở trong này thì rất là đẹp mắt, toàn bộ là họ chơi cái tông màu trắng hết.
cửa trắng, tủ màu trắng, cabinet, bàn đá, quartz cũng màu trắng. Thì họ xài theo cái tông màu rất là dễ thương. Cái size của nó chỉ nhỏ đủ để mình sử dụng thôi, đủ để có cái bathtub, có cái bồn tắm đứng, tắm đứng, tắm nằm ở đây. Closet trong này thì cũng tương đối là nhỏ. Nếu các bạn nhìn vô closet này thì cũng chỉ để được một chút đồ thôi chứ không có quá nhiều. Đó. Quay trở lại với không gian chính của căn nhà thì thấy trần nhà rất là cao, high ceiling, 20 feet. Bên này họ sẽ chia ra, bên này sẽ để cái bàn ăn khoảng 6 tới 8 người ngồi. Phía trong này chính là phòng living room, phòng khách. Thì họ bài trí cũng khá là thoáng, khá là rộng rãi trong căn nhà này. Thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ khu này nó mở rộng với nhau. Thì nhìn cái nhà rất là thoáng. Các bạn sẽ thấy cái nhà nó rất mở rộng với phòng khách và phòng bếp. Bên này là phòng khách đây. Phía trước mặt của chúng ta là phòng bếp. Thì phòng bếp toàn bộ cái tông màu là tông màu trắng xen lẫn với tông màu đen. Tủ bếp cabinet là 42 inch. Họ ốp gạch tường là màu đen. Đó, cũng rất là sạch sẽ. Nhà này họ cũng xài gas, có cái vent hood ở đây. Cái điểm ấn tượng trong cái bếp này các bạn sẽ thể thấy đó là cái Iceland ở đây rất là đẹp. Họ xài cái đá dày như vậy, rất là mắc tiền, nhưng mà tạo lên cái sự vững chắc của cái bếp của mình. Khúc ở kia họ sẽ để những phía kia thì họ sẽ để những cái ghế ngồi làm ăn sáng, breakfast bar, cũng rất là dễ thương. Thì cơ bản cái phòng bếp này nó cũng đủ để cho mình sử dụng sinh hoạt trong gia đình của mình. Đó. Thì phía sau của chúng ta ở đây thì là cái office room, bởi vì hiện tại nó sẽ là garage và để máy giặt máy sấy, nhưng mà bên builder đã xài cái này làm office room, làm sale office, nên chúng ta sẽ hình dung ra đó là cái khu vực garage và cái phòng washer and dryer như thế nào. Đó. Đi sang bên này sẽ thấy có một cái cánh cửa rất là lớn ở đây. Cánh cửa này sẽ đưa chúng ta ra phía sân sau của căn nhà. Bước ra khu sân sau của nhà này sẽ thấy là nó chỉ kho là chỉ làm một cái phần concrete, họ đổ xi măng ở đây. Nếu như các bạn muốn thì các bạn upgrade lên làm cái patio ngoài này, có thể ngồi chơi bóng mát buổi chiều khi đi làm về. Tuy nhiên là cái khu với cái builder khu nhà ở đây thì nó là zero lot, thì cái khu vực sân của các bạn cũng không có rộng, thì nó sinh hoạt trong nhà thôi, còn phần sân sau thì nó không có nhiều. Vì đây là cái lot của nhà model nên là nó là corner lot, thì cái đất của nó khá là rộng, rộng hơn một chút xíu. Chúng ta thấy nó cũng có một chút không gian cho mình. Khi mà bước lên trên lầu, chúng ta sẽ thấy cái nhà model này có một thiết kế rất là đẹp mắt. Toàn bộ cái cầu thang, lan can ở đây, nó mở rộng căn nhà. Khi từ trên lầu các bạn cứ nhìn xuống cái phòng khách rất là lộng lẫy, hay từ trên nhìn lên cái căn nhà nó rất là thoáng, mở cho. Bởi vì những cái chi tiết này đơn giản chỉ có cái khúc mở như vậy thôi, là các bạn sẽ trả là 1.600 tiền upgrade. Còn nếu không, họ chỉ có một cái bức tường ở đây, sheet rock, thì nó hơi ngợp so với căn nhà của mình. Thì cái này là mình cũng khuyên nên upgrade cho cái tiêu chí này. Trên cái lầu 2 thì nó sẽ có thêm hai phòng ngủ và cái phòng game room. Thì cái phòng game room này là extended game room, là các bạn thấy họ để cái bàn ngồi chơi game ở đây. Cái khúc bên này để tivi, cái khu living để ngồi chơi. Tuy nhiên là cái này là option. Các bạn có thể upgrade cái khúc này, khu vực này họ extend thêm thành một phòng ngủ nữa, thì có thể là 4 phòng ngủ trên cái model này. Đi về phía bên này sẽ có thêm 2 phòng ngủ. Hiện tại thì một cái phòng ngủ builder họ xài làm cái design center, thì họ có những cái material như thảm, sàn, gạch bao nhiêu, thì họ sẽ thường sau khi các bạn chọn mẫu xong thì sẽ có cái meeting với người design center, thì họ sẽ chọn tất cả cái mẫu các bạn upgrade bao nhiêu trong căn nhà này. Thì đó là một cái phòng ngủ họ đang sử dụng office như vậy. Cái phòng ngủ tiếp theo ngay kế bên nó cũng rất là rộng, trần nhà nó cũng cao. Đó, thì cái size phòng ngủ này khá là thoải mái. Họ có cái closet bên này để đồ cũng được khá là nhiều. Đó, trong căn phòng này giường thì có thể để giường queen bed ở đây cũng được. Nó có thêm một cái corner nhỏ ở đây là có thể để cái bàn office hay ngồi chơi. Như đây phòng baby thì họ có cái bàn nhỏ nhỏ cho baby ngồi chơi. Đây,
Cái phòng này cũng rất là hay khi nó có cửa sổ hướng ra phía trước nhà, thì nó có những ánh sáng tự nhiên hay có cái view nó có thể nhìn ra ngoài đường đó. Thì hai cái phòng ngủ này họ sẽ xài chung một cái phòng bathroom, một cái phòng tắm ở trên lầu. Thì cái phòng tắm này á, cái builder ở đây á, các bạn thấy cái material là toàn bộ là upgrade hết rồi đó. Họ ốp gạch sàn ở dưới, tất cả những cái chi tiết này họ upgrade lên, họ làm cái bồn tắm đứng cũng rất là sạch sẽ. Bàn thì bàn đá granite countertop, toàn bộ cái tủ cabinet, cửa giả đều sơn màu trắng thì nó đồng nhất với cái màu sơn cũng như cái tông màu trong căn nhà này. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn có những thời gian thư giãn để coi những video này, đặc biệt là cũng có những thêm thông tin bổ ích về khu builder của American Homes tại thành phố Garland. Nếu các bạn cần biết thêm chi tiết thì có thể gọi phone hoặc email cho mình. Thông tin của mình được để ở dưới này. Các bạn thích video của mình thì có thể like và subscribe để nhiều người biết thêm cái channel của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.